Vời. Gửi lời cảm ơn tới với nha chị Misa sáng hôm nay là MC chúng ta thì rất là tuyệt vời nha chị nha. Và xin lời gửi lời cảm ơn tới doanh nhân Trần Nhân sáng nào cũng cống hiến đúng không ạ, phụng sự cũng như là mở Zoom chúng ta. Và xin lời gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm đã gieo hạt giúp rất là nhiều anh chị biết câu lạc bộ, và cảm ơn tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom. Sáng nào mình cũng lựa chọn cái sự phát triển để mà chúng ta có thể có được cái cuộc sống là tốt nhất. Bây giờ thì diễn với các anh chị mình sẽ cùng nhau rèn luyện cái thói quen đó là ra quyết định, rắc bụi phép màu trong buổi Zoom chị nha. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra cho mình cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong cái buổi sáng ngày hôm nay trước khi bắt đầu. Có thể là các em mình học tập trung hơn, mình tỉnh táo hơn, hoặc là mình sẽ tiếp thu được hết tất cả những cái gì mà Diễm chia sẻ, ứng dụng vào trong cuộc sống của mình và mình có được cuộc sống tuyệt vời như thế nào, đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị. Tuyệt vời, cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Ok anh chị, ngày hôm qua thì mình cũng đã vừa đi qua cái phép màu ngay trước mắt đúng không? Có nghĩa là mỗi ngày ít nhất là 2 lần thì các anh chị sẽ lấy những cái điều mà các anh chị mong muốn ra. À, sau đó thì mình sẽ mỗi cái điều mong muốn các anh chị dành ra khoảng 1 phút tưởng tượng và hình dung rằng mình đã nhận được cái điều mình mong muốn rồi. Sau đó mình cảm nhận cái lòng biết ơn của mình càng nhiều càng tốt các anh chị nha. Đây là một cái thói quen mà các anh chị cần phải duy trì. Đầu tiên là mình cần phải xây dựng cho mình một cái thói quen. Và chúng ta sẽ làm cái điều này mỗi ngày trong năm 2024 này. Các anh chị cũng đã có cho mình một cái danh sách những cái mục tiêu của mình trong năm 2024. À, hồi trước các anh chị là trước khi mà Diễm bí thư môi trường câu lạc bộ, mỗi năm mình cũng hay ngồi để mà mình lên mục tiêu lắm. Nhưng mà đa số là mình chỉ nhìn thấy mục tiêu của mình cái ngày mà mình lên thôi, ngày mà mình viết thôi, sau đó là mình đóng sổ lại, là đôi khi là sổ đã để ra mình cũng không biết luôn, chỉ một nhìn một lần là mình nhìn một lần duy nhất vào lúc mình viết mục tiêu, sau đó cả năm không nhìn lại nghe chị, nên là thành ra lúc đó gì cũng biết được rằng là mục tiêu trong năm đó của mình như thế nào, mình không có cái sự tập trung để mà mình thực hiện cái mục tiêu của mình, lúc đó mình mới mở để mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng là mình không có đạt được những mục tiêu mình đặt ra. Cũng nhiều năm liên tục như vậy á, cái riết cái mình nghĩ rằng thôi nói trước bước hôm qua thôi khỏi đặt luôn đó hồi xưa á vậy. Nhưng mà khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì mới hiểu được lý do vì sao mà mình đặt ra mục tiêu nhưng mà mình lại không có đạt được, đó là bởi vì mình không có cái sự tập trung vào cái mục tiêu của mình. Tại vì cái gì mình tập trung cái đó mở rộng mà. Khi mình tập trung vào cái kết quả mình mong muốn thì ở bên trong của mình suy nghĩ về cái điều đó, suy nghĩ về kết quả mình mong muốn, nó sinh ra cái cảm xúc. Và từ cái cảm xúc đó nó mới dẫn tới hành động.
Còn bây giờ ngay ngay cái bước đầu tiên là cái bước suy nghĩ tới mà mình còn không suy nghĩ tới nữa thì làm sao mà nó sinh ra được cái cảm xúc và dẫn hành động được. Và nếu như mà mình không có hành động thì chả chuyện gì xảy ra. Giống như là tối ngày hôm qua, doanh nhân Trịnh Huy vừa mới chia sẻ với chúng ta những cái ba cái gọi là quy luật để mà mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức, đúng không? Trong đó có một cái quy luật đó là tác động phản ứng. Có nghĩa là cái mục tiêu mà mình đặt ra thì mình cần phải có cái sự tác động vào, y chang như là đó là quy luật vũ trụ của các chị. Trong cái vũ trụ này á, là có một cái quy luật, đúng không? Khi mà các anh chị tác động một lực thì sẽ có một lực tương đương tác động lại. Còn nếu như mà mình không có tác động gì hết thì sẽ không có một lực tương đương nào để mà tác động lại luôn. Mình ngồi im là không có gì xảy ra hết trơn. Nên là thành ra là mình cần phải tác động. Khi mà các anh chị tiến về phía ước mơ của mình một bước thì ước mơ của mình là tiến gần hơn với mình một bước. Nên là thành ra là đối với những cái mục tiêu mà mình đặt ra thì nha, sau khi mà mình hình dung tưởng tượng này kia các thứ thì cái việc của mình đó là mình còn phải hành động, lên cái kế hoạch, bắt tay vào hành động. Trên cái hành trình mà các anh chị hành động thì sẽ có những cái nguồn lực tốt hơn nó đến, sẽ có những cái điều tuyệt vời tốt hơn nó đến. Cái chị cứ làm thôi, trong tay mình có gì làm đó, mà trong người của mình đang có những cái kỹ năng nào thì cứ làm cái đó. Và trên cái hành trình mà các anh chị hành động tiến lên phía trước thì vũ trụ sẽ mang tới những cái nguồn lực tốt hơn đến để giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu. Hồi xưa thì Diễm đã biết điều này đâu, hồi xưa mình cứ tưởng đâu á là mình cứ đợi khi nào mà nó phải hoàn hảo hết mình mới làm. Mình ví dụ như mình muốn làm cái đó, cái mình nhìn lại mình cảm thấy rằng là mình chưa đủ nguồn lực này, mình chưa đủ nguồn lực kia, mình chưa biết về kiến thức, mình chưa rành về cái nọ cái lọ cái chai, cái mình nghĩ là thôi từ từ làm, giờ mình phải chuẩn bị đã. Chuẩn bị giống như là mình muốn lái ô tô nhưng mà mình sợ quá, mình nói là giờ mình không có, mình chưa lái rành, mà mình lên ô tô mình lái thì mình sợ, mình sợ, nên là vì đó vì thế mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình cứ chuẩn bị, khi nào mình lái rành đi hãy lên lái. Vậy thì Diễm hỏi ha chị, mình cứ chuẩn bị hoài thì mình có lái rành được không ạ? Mình chỉ có thể lái rành được khi nào ạ? Thì chỉ có một cái con đường thôi, leo lên xe mà lái thôi, không có còn con đường nào khác đâu nha các anh chị. Phải, mình cứ nằm đó mình cứ tưởng tượng hoài, cái tự dưng cái sau này mình lái xe chuyên nghiệp, lái ô tô chuyên nghiệp, hoặc là các anh chị lái ai anh chị ô tô thì mình lái xe máy, không thể nào mà nằm đó tưởng tượng mà lái xe máy chuyên nghiệp được. Chỉ có thông qua một cái con đường thôi, đó là rèn luyện. Rèn luyện đúng không, mình phải rèn luyện thế hả chị, phải tập, học cộng với tập. Vậy thì chỉ có làm và làm sẽ giúp cho mình giỏi lên. Làm nhiều thì giỏi nhiều, đơn giản vậy. Và trên cái hành trình mà mình làm á thì vũ trụ sẽ mang tới những cái nguồn lực tuyệt vời. Tại vì á, Diễm hay dùng từ vũ trụ để mà giải thích nó kỹ hơn á, thì nó như thế này, là cái bộ não con người của mình nó rất là hay nha chị. Nó là khi mà các anh chị tập trung cái gì á, thì mình sẽ nhìn thấy cái đó. Khi mà các anh chị tập trung tìm kiếm cái gì là các anh chị nhìn thấy cái đó. Còn nếu mình không tập trung tìm kiếm mình sẽ không có nhìn thấy. Chẳng hạn như khi mình chạy trên đường, ở ngoài đường nó có rất là nhiều thứ, nhưng mà hôm nào mà các anh chị muốn mua cái gì á, các chị tập trung tìm kiếm thì các anh chị nhìn thấy. Còn mà mình mà không có cần tới mình cứ chạy thôi, là mình chả để ý tới cái gì hết, là mình chả biết trên đường nó bán cái gì, là nó cũng giống như vậy á. Có thể là một cái con đường mà các anh chị chạy trên đường nó 5 năm luôn đó, nhưng mà nếu như mà các anh chị không có tập trung tìm kiếm một cái sản phẩm nào đó, một cái dịch vụ nào đấy ha, thì mình cứ chạy mình cũng chả để ý. Khi mà mình cần á, mình tập trung tìm kiếm thì mình sẽ nhìn thấy. Đây là cái quy luật ấy, của não bộ của mình, đây là cũng là quy luật của vũ trụ, là cái gì mà mình tập trung cái đó mở rộng. Nên là thành ra là khi mà mình tập trung mục tiêu của mình á, cái anh chị bắt tay vào hành động á, thì bắt đầu cái bộ não của mình nó sẽ tập trung, nó nhìn thấy những cái nguồn lực xung quanh. Vốn dĩ là cái nguồn lực xung quanh mình có sẵn hết, nhưng mà quan trọng là các anh chị phải tìm kiếm nó thì các anh chị mới nhìn thấy nó.
Khi mà mình nhìn thấy thì mình phải nắm bắt hành động đấy chị nha, thì mình mới có thể tạo được cái kết quả được. Thì để mà các anh chị có thể là hành động, mà hành động có một con đường ngắn nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất để giúp cho các anh chị thành công, là mình học theo người thành công và mình thành công luôn. Nên là khi mà mình hiểu về cái điều này, hồi xưa vậy mà là một cái con người khá là trì hoãn, không dám làm gì chưa. Nhưng mà khi mình hiểu được cái điều này, à thì ra giờ làm mới giỏi, còn giờ mà cứ chuẩn bị hoài không giỏi được. Thế là và chị mới biết được rằng là khi mà mình bắt đầu bắt tay vào mình hành động á, thì trên cái hành trình mình hành động, vũ trụ sẽ mang tới những cái nguồn lực tốt hơn. Quan trọng là mình phải bước đi thì mình mới nhìn thấy được. Thế là từ đó mình loại bỏ đi những cái thói quen trì hoãn và cứ bắt tay vào hành động thôi. Khi mình mong muốn cái gì đúng không ạ, thì đầu tiên đó là mình sẽ tìm kiếm đến cái người nào họ đã đạt được cái điều đó rồi. Sau đó cái mình học cái cách mà họ học, từ cái tư duy của họ, sau đó học cái cách mà họ làm sao để họ có được kết quả đó, đúng không? Tại vì họ là cái người đạt được kết quả rồi, nên họ biết rất là rõ con đường nào. Thế mình học luôn, mình đi cho nhanh nha các anh chị, chứ mình tự mò lắm đó. Đi chơi giống như là mình đi trong bóng tối đó. Tối mà trời tối thui, có khi nào buổi tối nghe chị ngủ nghe chị tắt đèn nhà tối thui á, mặc dù cái nhà mình là cái nhà mình cũng khá là quen thuộc, cái nhà mà mình đi mình còn sao ạ, vướng này vướng kia. Huống chi là khi mình không có cái tư duy kiến thức tầm nhìn, mình không có cái công thức gì hết, mà mình đi một con đường lạ ở ngoài bóng đêm thì biết khi nào mới tới nơi anh chị, y chang như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình có cái, mình đi theo cái tia sáng đúng không ạ, mình có được cái người dẫn đường, có được công thức thành công, thì mình sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều, mình không có phải trả giá, rằng là mình máng cho cái này vì mình không 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 thấy được ánh sáng đúng không ạ, mình máng cho cái này, mình máng cho cái kia đó, mà mình phải trả giá gì, trả giá thời bằng thời gian, công sức, tiền bạc. Nên là thành ra Diễm có một cái thói quen, nên là luôn học theo người thành công và thành công luôn. Cái gì mình không biết nha, là đầu tiên là phải học theo người thành công đã, sau đó gì mới làm, chứ mình không có biết mình không có làm bậy, không biết không có làm đại, không làm bậy không làm đại. Ngay lập tức là học theo người thành công và bắt tay vào làm luôn. Nên là thành ra là mình đi nó nhanh, nó chính xác và nó tạo ra kết quả. Giống như là khi mà Diễm kinh doanh á, khi mà mình kinh doanh Diễm chả biết gì về internet hết, lúc đó là mình kinh doanh thì cứ offline thôi. Và khi mà cái thời kỳ mà Covid nó đến thì Diễm không kinh doanh theo kiểu truyền thống được nữa, nên bắt buộc là mình phải chuyển đổi sang lên online, phải kinh doanh online. Từ một cái người mà chả biết gì về online, bắt đầu là Diễm mới sao ạ. Vậy thì để một là mình mò tốn thời gian, công sức, tiền bạc, mà gia đình của mình cũng không chờ đợi mình nổi, ba mẹ của mình thì ngày càng lớn tuổi hơn. Mình Diễm mong muốn là mình phải có một con đường nào đó thành công thật là nhanh, chứ mình không thích phải trả giá. Thế là Diễm đã ra quyết định như chị, là tham gia vào cái nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tay hóa vàng của câu lạc bộ, để mình học cái cách kinh doanh trên online, học cực kỳ nghiêm túc luôn nha chị. Sau đó là Diễm ứng dụng vào trong cái doanh nghiệp của mình, thì Diễm nói với các anh chị là chỉ sau 2 năm ứng dụng thôi, doanh nghiệp của mình gia tăng gấp 100 lần, quy mô gia tăng gấp 100 lần, doanh thu và lợi nhuận cũng gia tăng gấp 100 lần. Và Diễm biết rằng là trong trong 2 năm dịch đó, cũng khá là có khá là nhiều doanh nghiệp phải trả giá vì không chịu thay đổi, vì không có chịu đi học hỏi và phát triển, cứ ôm làm theo cái cách cũ á. Nhưng mà Diễm rất là may mắn, đó là mình được biết được cái tư duy đó là phải học theo người thành công luôn. Nên là thành ra là lúc nào khi mà trước khi làm cái gì á thì Diễm đều học theo người thành công hết, sau đó mình mới làm. Đây là cái thói quen của mình, chứ không có tự mò mẫm lâu. Tại sao có nhiều người đi trước họ làm được rồi mà mình không học mình làm luôn? Có những số các anh chị đồng ý với Diễm điều này ạ. Chẳng hạn như có nhiều người á, người ta làm được rồi, thì việc của mình đó là mình cứ học thôi ấy, chị, cho nó nhanh. Mình học xong rồi mình làm. Và Diễm nói các chị có nhiều người á, là để mà có được cái công thức thành công đó đó, là họ phải trải qua 10 năm, 20 năm, 30 năm cuộc đời luôn á. Giờ việc của mình chỉ học thôi, đôi khi là các anh chị tốn một ngày,
tốn một tuần, tốn một tháng, 2 tháng gì đó, nhưng mà mình học được gọi là họ đúc kết ra hơn 10 năm, 20 năm cuộc đời của họ, thì mình cảm thấy là mình có tiết kiệm được 10 năm, 20 năm cuộc đời không ạ? Đó, mình tiết kiệm được 10 năm, 20 năm cuộc đời và mình thành công nó nhanh hơn. Thành công nó nhanh hơn họ vì họ trải qua xong họ chia sẻ cho mình hết rồi. À, và tất nhiên đó là mình nhận được cái gọi là ai đó giúp đỡ cho mình thì mình cũng phải biết điều chứ, đúng không chị? Ít nhất gì chẳng hạn như ai đó họ họ giúp đỡ được cho mình một cái gì đó thì mình cũng phải trả ơn lại chứ, chứ đâu phải nào mình muốn người ta cứ cho mình miễn phí hoài được, đúng không nha? Nên là Diệp rất là sòng phẳng trong những cái điều này, mọi thứ nó rất là sòng phẳng nha chị. Ok các chị nha, đó là những cái gì mà ngày hôm qua, và các chị nhớ chúng ta sẽ bắt đầu ứng dụng mỗi ngày luôn á, chứ không phải là chỉ duy nhất ngày hôm qua thôi. Mình đã đi qua tới 2 ngày, tới 22 cái thói quen rồi, nên là chúng ta sẽ ghi ra 22 cái thói quen này trên một cái tờ giấy. À, tốt nhất là cái chị ghi trên một tờ giấy đi, nếu mà mình không có nhớ cách ứng dụng á thì cái chị ghi, xong rồi cái chị ghi ra cái lời nhắc nhở, cái cách ứng dụng, xong rồi đi photo ra 5 tờ cũng được, cái này nó quan trọng nên là thành ra mình phải rất là nghiêm túc. Cái anh chị dán cho phòng ngủ, cái anh chị dán trong chỗ bàn ăn, dán trong cái phòng làm việc, dán ở những cái nơi mà các anh chị hay nhìn thấy, dán trong cái tủ lạnh cũng được để nhắc nhở mình. Đó là mỗi ngày các anh chị cần phải xây dựng cho mình những cái thói quen mới. Không biết là các anh chị nào mình đã làm điều này chưa ạ? À, chị Thúy làm rồi hả? Trời ơi, chị Thúy tuyệt vời vậy. Có anh chị nào đã làm rồi chưa ạ? Nên là kinh nghiệm của Diễm đó nghe chị, cái chị mà không có ghi ra nha, lặng thời gian sau cái anh chị quên luôn, không nhớ ứng dụng đâu. Xong cái mình thấy đến đến khi mình thấy cuộc sống mình nó kỳ kỳ. Sau dạo này mình thấy cuộc sống mình nó lạ lạ, nó kỳ kỳ, nó không giống như là một ngày bình thường khi mà mình ứng dụng thực hành lòng biết ơn cùng với Diễm. Chẳng hạn như một cái ngày bình thường khi mà các anh chị ứng dụng lòng biết ơn á, thì các chị sẽ thấy rằng là một ngày trôi qua mình rất là khỏe mạnh, mình rất là vui, mình hạnh phúc, mình có nhiều những cái thành công. Đó là ngày bình thường, cái nó nhiều ngày như vậy, nó nhiều ngày như vậy cái chị, hồi xưa giờ chính diện luôn nha, mình ứng dụng là biết ơn đó, cái một ngày của mình nó trôi qua là một cái ngày mình rất là vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh, yêu thương, biết ơn, tiền bạc gọi về rất là đủ đầy. Đó là ngày bình thường. Cái nó nhiều ngày bình thường vậy cái mình xem là hiển nhiên luôn, mình cảm thấy rằng là trời, chắc là cái lòng biết mình không có nhớ cái việc để mình thực hành tiếp tục lòng biết ơn. Cái khi mà Diễm không thực hành lòng biết ơn nghe chị biết không ạ, thì tự dưng cái một cái ngày bình thường của mình nó không còn là một ngày bình thường nữa, nó lạ lắm ấy. Tự dưng cái ngày hôm đó cái mối quan hệ của mình với gia đình của mình nó không được hòa hợp, có lời qua tiếng lại một chút à, thấy kỳ kỳ rồi đó, hết hết bình thường rồi đó. Xong cái tự dưng cái mình thấy sức khỏe mình sau này nó lạ lạ. Công việc kinh doanh của mình thì nó cũng bắt đầu là có cái dấu hiệu. Nếu mình nhớ lại, ủa những cái ngày trước đó mình một ngày của mình rất là bình thường đó, một ngày rất là vui vẻ, hạnh phúc, hòa hợp, yêu thương, tiền về các thứ đó ạ. Mà khi mà hết thực hành thì nó hết bình thường. Nên Diệp nói với anh chị rằng là hãy trân quý một cái ngày mà mình nghĩ rằng nó là bình thường. Không bình thường tí nào đâu các anh chị. Khi mà có những cái ngày không bình thường tới thì các anh chị cực kỳ biết ơn những cái ngày bình thường. Nên không có gì mà hiển nhiên hết trơn. Mình phải học cách là biết ơn những cái gì mình đang có các anh chị nha. Chúng ta sẽ qua cái thói quen thứ 23. Thói quen giàu có đúng không ạ? Đó là cái dòng khí nhiệm màu bạn đang hít thở. Khi mà bước ra khỏi nhà và đi dạo trong cái khí trời buổi sớm, rất có thể khi trở về bạn đã làm con người khác, thu hút hơn và vui vẻ hơn. Vậy thì ở đây tác giả chia sẻ với mình đó các anh chị, đó là mình cần phải biết ơn cả cái dòng khí nhiệm màu mình đang hít thở. Bởi vì sao ạ? Cái chị biết đó là có nhiều người là họ hít thở không được luôn, và cái cuộc sống của mình đó, nghe chị, nó được quyết định bởi những cái hơi thở này nè.
hít vào mình thấy rằng là có một cái dòng khí đang vào cơ thể của mình, và nhờ như vậy mình vẫn còn có thể tồn tại trên cuộc sống này để các anh chị thực hiện được những điều mà các anh chị mong muốn. Mà để mà có dòng khí này á thì các anh chị thấy ha, tác giả đã chia sẻ là vũ trụ, trời ơi, đã làm rất là nhiều những cái công đoạn mà có thể mình á, là mình chỉ có việc hít thở thôi, nhưng mà đằng sau đó nè có rất nhiều công đoạn luôn. Nhà khoa học vĩ đại Newton đã nói rằng khi nhìn vào hệ mặt trời, tôi thấy là trái đất đang ở một cái vị trí tọa độ chính xác để nhận được chính xác lượng nhiệt ánh sáng thích hợp, và đây không phải là điều ngẫu nhiên. Để mà có cái dòng khí mình đang hít thở các anh chị nha, có biết bao nhiêu thứ đã cống hiến cho mình có cái hơi thở. Chẳng hạn như là sao ạ? Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được bao bọc bởi một lớp khí bảo vệ, đúng không ạ? Không phải ngẫu nhiên mà cây cối sản sinh ra oxy để không khí liên tục được thanh lọc bổ sung. Đây, cây cối là cũng cống hiến phụng sự này các anh chị. Không phải ngẫu nhiên mà hệ mặt trời được sắp đặt cách hoàn hảo, đúng không ạ? Nếu sống ở những cái thiên hà khác thì chắc là mình không sống được rồi. Có hàng nghìn cái thông số và cái tỷ lệ hoàn hảo hỗ trợ cho sự sống trên trái đất này. Và tất cả chúng đều là những cái hiện tượng rất hiếm gặp, mà nó chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ luôn. Nhờ vậy mà chúng ta có một cái hơi thở để mà hít thở, đúng không ạ? Thiết kế một cách rất là hoàn hảo, sắp đặt hoàn hảo, cân bằng hoàn hảo và dành cho chúng ta. Mà khi mà là mình biết rằng là tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. À, vũ trụ đã làm rất là nhiều thứ, có rất là nhiều cái chẳng hạn như cây cối hay là tất cả mọi sinh vật đã góp phần nên để tạo ra cho mình một cái dòng khí nhiệm màu để mà mình có thể có được cái sự sống này. Nên là các anh chị nó thấy rằng là con người mình, nếu mà mình bảo rằng là chỉ có một mình thôi mình tạo nên tất cả thì nó không đúng đâu ạ. Cây cối nó cũng đang hỗ trợ giúp cho mình đó các anh chị, cây cối nó cũng làm cho mình có được cái sự sống và nó giúp cho mình có được những cái thành công ấy. Nếu như mà không có cây cối, không có tất cả mọi thứ, những cái thứ cần thiết nó tạo nên cái dòng khí nhiệm màu, làm sao mình hít thở được? Mà khi mà mình hít là mình hít thở được, mình mới có sự sống thì mình mới có được cái sự phát triển, cái anh chị, hành động, cái thứ mình có đạt mục tiêu chị nha. Nên là thành ra là ở trong cái cuộc sống này không có gì một mình hết trơn, không có gì một mình hết nghe chị. Đó là cái sự hợp tác lẫn nhau. Chẳng hạn như cây cối nó giúp cho các anh chị có cái hơi thở, các anh chị thở, vậy thì các anh chị sẽ mang lại cái điều gì cho cái cây cối, đúng không ạ? Hay là góp phần cho những cái thứ mà giúp cho mình có không khí nhiệm màu. Hợp tác thì phải win-win chứ, đúng không anh chị? À, hợp tác thì phải win-win chứ. Chứ mình hợp tác mà một mình có lợi không á, thì đâu được. Mình lợi mình mà không có lợi người á cái chị nha, đó là nó sẽ không có bền vững được. Chỉ lợi mình không lợi người không bền vững, mà lợi người mà cũng không có lợi mình á, thì nó cũng không bền vững. Vậy thì phải có cái sự cân bằng, đó là phải lợi mình và lợi người. Đây là cái lời dạy của Đức Phật ấy, là lợi mình và lợi người thì đây mới là cái bền vững được. Nên là thành ra cái chị ha, mình có được cái hơi thở này, có được cái dòng khí nhiệm màu, đó là mình đang là mang mang ơn cái chị rất là nhiều những cái gọi là thầm lặng, cống hiến thầm lặng. Có thể là khi mà mình tìm hiểu thì mình mới biết thôi, nhưng mà có rất là nhiều thứ đang cống hiến thầm lặng để giúp cho mình có hơi thở nhiệm màu này. Thành ra là mỗi ngày khi mà mình hít cái hơi thở vào nghe chị, mình cần phải trân quý và biết ơn. Mình biết ơn từng cái hơi thở, đúng không ạ? Và mình hứa với chính mình rằng là khi mình nhận được cái điều này thì mình cần phải sống cho nó xứng đáng. Từng cái hơi thở của mình hít vào, mình cần phải sống cho nó có giá trị, có ý nghĩa. Chẳng hạn như là thức ăn, khi anh chị ăn vào mỗi ngày thì mình đều đều ăn thức ăn, có cây cỏ, có rất là nhiều những cái con sinh vật, động vật mà các anh chị ăn vào, nó cũng góp phần cái sự sống cho mình, nó cũng đang cống hiến cho mình, các anh chị, phụng sự cho mình. Và thì khi mà các anh chị ăn vào, hợp tác mà, giờ tôi ok, bạn lấy cái tính mạng của tôi để bạn nuôi sống bạn luôn, đúng không ạ? Thì còn gì nữa, thì các anh chị ăn mấy con gà, con heo, con bò đồ đó thì lấy tính mạng của người ta ăn luôn.
để chi, để cái chị bảo rằng là tôi có một cái sứ mệnh rồi này kia tuyệt vời trên cuộc đời này lắm, ok giờ hợp tác với tôi rồi, người ta hợp tác với mình, người ta giao tính mạng cho mình luôn rồi, thì mình cần phải sống một cuộc đời này phải có giá trị. Cái chị cần phải làm sao để khi mà cái anh chị cái cơ thể này của cái anh chị nó có thể tạo ra được nhiều những cái điều tốt đẹp, để sao mà để cái anh chị cũng có thể là mình hồi hướng, hay gọi là mình cũng gửi những cái tần số năng lượng tốt đẹp tới tất cả các tế bào trong cái cơ thể của mình. Các anh chị có thể trao lại cái giá trị cho những cái quý nhân có thể là giúp đỡ mình, đang phụng sự, đang hợp tác với mình, để mình sống một cuộc đời có cái giá trị và ý nghĩa trên cuộc đời này. Để những cái cây cối sinh vật, các động vật mà các anh chị ăn vào trong người nó cũng có cái phước, nó cũng góp phần tạo ra được cái giá trị cho cuộc đời. Nên anh chị hãy Diễm thì luôn tâm niệm cái điều này. Nên là thành ra là có ăn vô thì phải có trách nhiệm, hợp tác, là kêu người ta hợp tác, ok hợp tác với mình thì mình phải sống có giá trị, tạo ra cái giá trị cho cuộc đời. Khi mà mỗi cái hơi thở mình hít vào thì các anh chị biết rằng là có rất là nhiều thứ đang cống hiến cho mình. Cái cây đang cống hiến cho mình, cái cây nó không làm người mà nó làm cây, nó đã cống hiến cho mình, nó cũng có tạo ra giá trị đúng không ạ? Cái cây mà không có tạo ra giá trị thì chắc là người ta chặt hết rồi. May quá là nó tạo ra giá trị. Và các anh chị cứ để ý là trên cái cuộc đời này mọi thứ nó đều phải tạo ra giá trị thì nó mới tồn tại lâu dài được. Chẳng hạn như là cái ly này nè, nghe chị, cái sứ mệnh của cái ly này là nó đựng nước, cái giá trị của nó đó là nó giúp cho mình có thể là đựng nước. Nhờ như vậy nên là mình mới mua nó, mình mới sử dụng nó, đúng không ạ? Chứ nếu như cái ly này mà nó không có sứ mệnh gì hết trơn á thì chắc là mình không mua nó đâu. Và nếu như mình không mua thì cái công ty đó nó sẽ phá sản và nó lên đường, không có tồn tại được. Hoặc là các anh chị thấy chẳng hạn như cái con này, con này nhiều một số các anh chị nhìn chắc cũng chả biết con gì, đây là con chuột, con chuột máy tính, nó phải có một cái giá trị gì đó đúng không ạ, thì người ta mới mua chứ. Mà nếu nó không có sứ mệnh thì nó không tạo ra giá trị hết thì có ai mua không ạ? Không ai mua, không ai cần nó hết rồi, xong lên đường. Rất rõ ràng nha các anh chị. Và cái cuộc sống con người của mình cũng vậy á. Nếu như mà bản thân của mình không có nhiều giá trị các anh chị thì không ai mua á, không ai mua hết á, nói thiệt gì nói thiệt á, thì mua phải trả tiền, mua các anh chị phải trả tiền, và người ta mua dựa trên cái giá trị của các anh chị thôi. Chẳng hạn như người ta thuê mình đi làm đi thì cái giá trị của các anh chị tới đâu, tạo được tới đâu thì người ta trả cái tiền tới đó. Giờ mình ức quá, mình nói là phải tăng lương cho tôi thì các anh chị phải tạo được nhiều giá trị hơn thì người ta mới tăng lương chứ. Chứ giờ mình không có tạo nhiều giá trị hơn mà mình bắt tăng lương đâu được. Hoặc là trong kinh doanh, các anh chị là doanh nhân, nếu mà các anh chị mong muốn là cái doanh nghiệp của mình nó có thể phát triển thì cái doanh nghiệp của mình phải có nhiều giá trị, chính mình phải là cái người có nhiều giá trị, và cái giá trị của mình phải giúp đỡ được nhiều người các anh chị. Nhiều người họ cần họ mua, chẳng hạn như cái ly này nè các anh chị, chẳng hạn như nhiều người họ cần họ mua thì nhiều người cần tới cái ly này họ mới mua nhiều, thì cái doanh nghiệp này mới có nhiều tiền đúng không ạ? Vậy thì cái con người của mình cũng vậy, các anh chị mà càng có nhiều giá trị thì nhiều người cần, cái giá trị của các anh chị nhiều người cần, và khi mà nhiều người cần thì sao ạ? Họ sẵn sàng chi tiền để họ mua. Chẳng hạn như giờ Diễm hỏi các anh chị nha, bao nhiêu trong số các anh chị đây, các anh chị mong muốn có được cái con đường để giúp cho các anh chị có cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc ạ? Các anh chị comment tối Diễm ạ. Diễm hỏi các anh chị giá trị này nhiều người cần không? Rồi các anh chị biết tại sao Diễm giàu chưa? Nói thiệt, nói nhìn, nhìn sơ qua vậy thôi là các anh chị hiểu rồi đó. Ai cũng cần hết đó các anh chị, ai cũng cần cái này hết đó. Và rất là tuyệt vời đó, Diễm đi trên cái hành trình này này. Từ một cái người không có gì, nhưng mà ngày hôm nay mình đã có thể xây dựng cho mình được cái sự tự do về tài chính, khỏe mạnh và hạnh phúc. Thành ra Diễm nắm rất là rõ cái con đường, cái công thức để giúp cho các anh chị đạt được cái điều này. Minh chứng là sao ạ? Các anh chị thấy có rất là nhiều anh chị em tham gia vào nhóm rèn luyện,
thân tâm trí cũng như là doanh nhân trong đó hóa vàng câu lạc bộ nghe chị, họ cực kỳ thành công luôn, tiền bạc về như hơi thở luôn nghe chị, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nghĩa là mình phải trở thành con người có nhiều cái giá trị, và cái giá trị của mình càng nhiều người cần thì các anh chị khi mình trao giá trị giúp đỡ được cho nhiều người thì mình lại càng có nhiều tiền. Còn giờ cái giá trị của mình nó chỉ có một số ít người cần thôi, không ai cần luôn thì giờ làm sao? Thì mình phải đi xem là mình còn phải gia tăng cho mình những cái giá trị nào mà nhiều người cần, đúng không ạ? Thì mình mới có, mình chỉ giúp đỡ được nhiều người thì mình mới có nhiều tiền được các anh chị. Tiền bạc nó là cái thước đo của cái giá trị của các anh chị cho đi ra thị trường, đơn giản vậy thôi. Tiền bạc là thước đo giá trị mà mình cho đi ra thị trường, nên tiền của mình bao nhiêu là các anh chị biết giá trị của mình hiện tại là bấy nhiêu đó. Giờ mình muốn gia tăng tiền bạc lên thì phải gia tăng giá trị bản thân của mình lên, mà gia tăng cái giá trị nào mà nhiều người cần ấy, hàng tỷ người họ cần, ai cũng cần, phải gia tăng giá trị đó đó các anh chị, thì các chị mới có nhiều tiền được. Còn giờ giá trị của mình có một số ít nhỏ người họ cần thì làm sao? Nên là thành ra là Diễm lựa chọn cho mình gia tăng một cái giá trị, cũng phải là phải học tập phát triển bản thân rồi nghe chị. À, thì mình lựa chọn cho mình một cái giá trị nào đó mà hàng tỷ người cần, ai cũng cần, và những phát triển cái đó nghe chị, mình gia tăng giá trị bản thân mình lên cái đó. Khi mà mình bản thân của mình có nhiều giá trị rồi thì mình mang cái giá trị của mình, có rất nhiều người đang cần mà mình giúp đỡ. Ok chị ha, nên là Diệp đã lựa chọn cái nhóm mà rèn luyện ở câu lạc bộ, nhóm rèn luyện doanh nhân chọn hóa vàng câu lạc bộ, để mình học tập, mình phát triển cái giá trị của mình học cái cách mình mang cái giá trị của mình giúp đỡ được cho nhiều người. Bây giờ mình có nhiều giá trị rồi đó, nhưng mà nếu như mình không có ai giúp đỡ hết cũng vậy. Nên là thành ra là Diệp nói các anh chị có hai kỹ năng, nếu mà các anh chị trở thành bậc thầy hai kỹ năng này là các anh chị tự do tài chính luôn á. Các chị có sẽ có nhiều tiền nha, còn cái chị có tự do tài chính hay không nó còn phụ thuộc vào cách chị quản lý tiền nữa cơ. Chứ giờ mình bán hàng rất giỏi, mình marketing rất giỏi, nhưng mà mình có nhiêu tiền mình chi tiêu hết nhiêu tiền thì rồi xong. Phải biết học cách quản lý tiền nữa, rồi học cách là phải phát triển được cái dòng tiền của mình thành tài sản nữa cơ, rồi học cách phát triển dòng tiền của mình để tạo ra thêm cho mình nhiều dòng tiền thụ động nữa cơ. Rất là tuyệt vời, rất là trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân chọn tạo hóa vàng ở câu lạc bộ, Diễm được rèn luyện hết luôn. Từ mỗi người chả biết quản lý tiền là cái gì đâu mấy chị. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà tiền về, cái việc đầu tiên mình nghĩ tới đó là mình phải đầu tư cho tài sản của mình. Tài sản đầu tiên ngày tối ngày hôm trước mình học đó là tài sản về sức khỏe, tài sản về trí tuệ, sau đó mới là tài sản về vật chất. Sức khỏe và trí tuệ nó tạo nên vật chất, và Diễm đầu tư ba cái này rất là nghiêm túc. Cái chị biết đó là hàng tháng đó nha, hàng tháng đó nha, à, cái tiền mà Diễm chăm sóc sức khỏe của mình á, có nghĩa là mình lựa chọn những cái dinh dưỡng tốt để mình sử dụng á, là một tháng cái tiền dinh dưỡng mà Diễm sử dụng không á là nó sẽ tầm khoảng 30 triệu, là tiền dinh dưỡng sử dụng thôi đó nè. Anh chị thấy không? Nghe chị thấy tại sao mà Diễm có thể cái giọng của mình có thể nói từ ngày này qua ngày kia mà nói 5 năm nay. Những anh chị nào tham gia doanh nhân các anh chị biết nè, các anh chị mà không sử dụng dinh dưỡng đi, các anh chị nói 3 ngày tắt tiếng rồi. Cái chị chỉ cần live stream đồ không, làm video chừng tuần thôi là bắt đầu thấy cái giọng nó kỳ kỳ lạ lạ rồi. Và cái chị hiểu được làm sao mà Diễm nói liên tục từ sáng đến khuya mà 5 năm nay. Phải có bí kíp ấy. Vậy thì nếu như mà Diễm không biết cách chăm sóc cái sức khỏe của mình á, thì mình không thể nào mình có được cái sức khỏe để mình có thể làm việc hiệu quả được như vậy đâu ạ. À, thay vì người thường á, là họ ăn uống bình thường á, thì họ làm việc cái công suất chỉ có tầm khoảng một thôi. Nhưng khi mà mình biết cách chăm sóc sức khỏe của mình biết cách đầu tư sức khỏe của mình á, thì mình có thể làm việc 10 và mình tạo ra được nhiều cái năng suất hơn. Đó là cái đầu tư cho cái sức khỏe của mình là tài sản đó, Diễm rất là nghiêm túc. Không những như vậy đâu, Diễm còn đầu tư cho cả cha mẹ của mình dùng luôn. Nên là giờ ba mẹ của mình khỏe lắm nha chị, tại vì mình tầm nhìn lên. Giờ một á là mình chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ của mình, à, để ba mẹ của mình khỏe mạnh. Còn nếu mà không á thì sau này cũng phải tốn tiền. Có hai một có cái chị có thể lựa chọn một trong hai cuốn sổ. Một á là cái cuốn sổ mình chăm sóc cái sức khỏe của mình. Hai là cái cuốn sổ khám bệnh. Nên là Diễm biết rằng là giờ mình mà không đầu tư chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ của mình
ngay từ bây giờ thì sau này mình cũng phải tốn tiền, nên là thành ra là thà là Diễm chuyển đổi cái số tiền thành tài sản để giúp cho ba mẹ của mình có cái sức khỏe. Ba mẹ của Diễm là dùng dinh dưỡng, không cần phải suy nghĩ luôn, không phải suy nghĩ luôn. Tại vì hồi xưa là ba mẹ của mình ăn uống cũng không có đủ á, nên là thành ra là không có sức khỏe. Nhưng mà từ ngày là sử dụng dinh dưỡng thì bây giờ khỏe lắm, cực kỳ khỏe mạnh luôn. Bây giờ du lịch và đi du lịch đi chơi rồi này kia là ta nói thoải mái luôn, và Diễm rất là vui và hạnh phúc với cái điều này. Thấy ba mẹ của mình giống như một cái cây mà nó héo á, mà giống như là bây giờ được bón phân tưới nước dinh dưỡng đầy đủ, cái tươi tốt lên, mình mừng đó là mừng luôn. Nên là cái việc mà mình cần phải đầu tư cho cái trí tuệ, đầu tư cho cái sức khỏe của mình rất là quan trọng. Hai cái này nó mới tạo ra cái tài sản cho mình, cái vật chất cho mình nha các chị nha. Ok ha. À, ngày hôm nay thì Diệp với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau và thực hành, đó là mình biết ơn những cái hơi thở mà mình hít vào. Chắc là hồi xưa giờ mình chưa giờ biết ơn, chưa giờ để ý tới, nhưng mà khi mà các anh chị biết ơn cái hơi thở mà các anh chị hít vào á, thì các anh chị sẽ mang đến cái sức khỏe cho mình. Các anh chị sẽ mang đến cái sự bình yên, hạnh phúc cho chính mình. Các anh chị sẽ mang tới cái nguồn năng lượng tươi trẻ vào bên trong cái cơ thể của mình. Mình hít cả cái lòng biết ơn vào bên trong cơ thể thì Diễm nói các anh chị là mình tuyệt vời tới cỡ nào, đúng không ạ? Anh chị nào mà sức khỏe chưa tốt thì sức khỏe của các anh chị khi mà các anh chị chỉ cần là biết, khi mà hít thở biết biết ơn thôi, tự dưng cái sức khỏe của mình cũng được cải thiện luôn đó các anh chị. Và cái cảm xúc bên trong của mình nó sẽ phản chiếu ra thành những cái sự kiện trong cuộc đời của mình. Nên là nếu mà bên trong của mình hít vào toàn là lòng biết ơn thôi thì các anh chị biết điều gì sẽ ra mà. Đó là các anh chị sẽ thu hút được những cái sự kiện khiến cho các anh chị vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương, biết ơn. Và mình tạo ra cho mình rất là nhiều những cái, thêm nhiều cái tình huống khiến cho các anh chị biết ơn nhiều hơn. Hai các anh chị nha. Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành. Đó là 5 lần trong ngày hôm nay. Các anh chị hãy dừng lại và suy nghĩ về cái dòng khí tuyệt vời bạn đang hít thở. Hít vào 5 lần thật là chậm. Cảm nhận cái luồng khí bên trong cái cơ thể của bạn. Và cảm nhận niềm vui khi thở ra. Có nghĩa là khi mà các anh chị hít vào, các anh chị thấy rằng là cái hơi thở của mình đang đi vào. Cái dòng khí nó đang đi vào cơ thể của mình, nó đi tới đâu rồi. Ok, tốt nhất là các anh chị hít xuống và các anh chị thấy cái bụng dưới mình phình ra. Thấy cái dòng khí nó đang đi xuống bụng dưới phình ra. Các anh chị thở ra, các anh chị thấy bụng dưới mình xẹp xuống. Không? Sau đó các anh chị nói rằng là cảm ơn dòng khí nhiệm màu tôi đang hít thở. Sau khi đã hít thở 5 lần, các anh chị hãy nói cái từ nhiệm màu cảm ơn dòng khí nhiệm màu tôi đang hít thở. Cảm nhận lòng biết ơn chân thành nhất đối với dòng khí quý giá và quan trọng mà bạn đang hít thở. Hít thở 5 lần, sau đó nói rằng là cảm ơn dòng khí nhiệm màu tôi đang hít thở. Ha, hít vào, thấy rằng hơi thở đang đi vào bụng dưới của mình phình ra. Thở ra, thấy hơi thở đang đi ra bụng dưới của mình xẹp xuống. Chỉ tập trung vào hơi thở thôi. Cảm nhận cái lòng biết ơn nha. Sau khi mà hít thở 5 lần thì mình sẽ nói câu cảm ơn dòng khí nhiệm màu tôi đang hít thở. Ha. Vậy với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau thực hành luôn nha.